Da da, xin chào các bạn, và trên tay mình đây đó chính là một món đồ trông rất là cute for men wear mà không nào. Và giờ mình sẽ thử bóc thử em ra để cho các bạn biết đây là món đồ gì nha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, em Loa Divum. Thì em này mình mua trên Shopee với giá khoảng là 1,5 triệu thôi. Đó, chiếc loa này có thiết kế trông rất là giống như một máy tính đời cổ nè. Đó, nó có phím bấm nè, đó. Nó còn có cả nhạc cần nữa nè. Đó, trông rất là dễ thương vậy không nào. Nhưng mà đặc biệt á thì em loa này nó không chỉ để cho chúng ta nghe nhạc không đâu, mà nó còn có thể chơi game ở đó, nghe là hấp dẫn vậy không nào. Và giờ mình sẽ thử mở em loa lên để xem trải nghiệm của nó như thế nào nhé. Ok, mở lên đi. Mở lên. Đó. Rồi vậy nó đã khởi động rồi, giờ mình sẽ mở một bài nhạc lên để xem chất lượng của em nó như thế nào nhé. Sơn Tùng FTP phát. Rồi mà sao ôm, nhìn lên trên nhà rồi quay ra, lại quay vào, ngăn chặn trong vảy nước sáng mai. Rồi đặc biệt là em loa này không chỉ để nghe nhạc không đâu, mà giờ mình sẽ phối nhạc trên em loa này luôn nhé. Rồi các bạn hãy xem nè. Hay chưa? Rồi thì bây giờ các bạn có thể thấy là mình đang chơi game trên em loa này nè. Đó, trông rất là giải trí phải không nào. Nhìn em game này thì mình nhớ tới tuổi thơ của mình quá.